Rồi tiếp theo là một cây toàn cầu luôn. Đây, cây này vô chậu sẵn luôn. Cái chậu 30 ngàn nữa. Cây này là giá là 230k. Cây nãy không có chậu là 200. Có chậu thêm 30 nữa là 230. Đây, cái tàn nó tròn vo vậy đây nè. Đó. Rồi một cây toàn cầu thứ hai giá là 230k nha. Đó. Cái chậu 30 ngàn rồi quý vị ơi. Rồi. Đem về cho anh em nào chưa có cây toàn cầu thì mua về sưu tầm về chơi. 230k cái chậu 30. Rồi, một cây toàn cầu nha. Xin kết thúc.